Nhớ nhời rất dĩ dần nhời. Mà bầu bì đi đâu chị? Vô vũ giống vừa bì vô nhỏ nhẹ nhẹ. Nhỏ nhỏ nhẹ rồi. Vậy hả? Dạ nhẩm gì hả? Con nó con câu cá. Câu nhá hả? Câu nhá nhẩm gì? Câu cá nó kẹt chứ làm gì trời. Câu cá rồi còn hỏi câu cá để làm gì? Nhau nhá, nhau nhấu nhẹ, nhau nhượng, nhau nhá, nhau nhẹ, nho, nha nho, nha nhiên, nha nhậm gì, nha nhấu nhanh, nha nhăn, nhỉ nhau, nha nhấu nhẹ. Nha nhau nhá, nói nhiều, nhớ nhà nội như. Nhà nhá, 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 ngay sao cái gì nhỏ 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 nhà nhỏ nhỏ dưới nhon cái gì nhỏ nhà rẻ cái dưới nhon nói gì vậy nhỏ nhỏ nhà rẻ cái dưới nhon là bà hỏi bà chừng nào đẻ con á à. Nhảy nhảy nhỏ 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 nhảy rẻ nhảy dưới nhon là nữ bà xin không tào lao ăn nghỉ vô bà, này bà, cái bà, gì bà hỏi là câu cá ăn có ngon không nhất nhất con nói mà cái mai không có nhỏ nhỏ nhà nhồi vua nhà rẻ nhảy vua nhòn hồi xưa bà đẻ mấy đứa con hả đúng rồi à, ít là con có 12 đứa rồi nhiều nhai quá à. Vua nhai vua là già nhò vua già nhõng nhít gì nhau vừa vua nhỏ nhỏ luôn à bà hỏi bà là hồi xưa sức đâu bà đẻ nổi như vậy à nhảy đẻ nổi là nhỏ nhỏng với nhà nhìn đâu rồi nhà nhảy vui cho nhỏ vui nhá là bà hỏi bà sao bà không mua ổi cho ăn nhảy 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 vô rồi nhảy nhỏ 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 xưa bà này vừa đẻ vừa tha son à. Giờ đó, giờ anh gì nói vô mày anh không? Chứ hỏi anh gì, đâu nhà vui nhớ 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 đây nè, đúng rồi, dần này nó đúng nè, nhà vui. Không, hồi đó dễ à con. Nhau. Hồi đó dễ, không có như bây giờ, đâu có tốn sữa, tốn gì đâu, yêu cầu có con của cho nó ăn là mừng rồi. Trời ơi, giờ nó nghe là dẻ nhau vô. Dẻ ra nhau. À là, bà hỏi bà ăn, đẻ có ăn gạo không? Có chứ. Nhau nhái, nói là nhẹ nhau vô. Đẻ ra nhau hả? Trời ơi, già rồi. Đẻ ra nhau là đẻ gì? Nhau vô. Con người phải con mèo đâu mà đẻ ra nhau bà. Rồi, không có nhỏm nhỏ. Trời ơi, mày đừng có nói nhiều quá, coi mày ngọng mà mày phải nói quá à. Vô, nhỏ nhỏ là nhau vô nhà. À, đẻ ra đau không hả? Đúng rồi. Ai đẻ cũng đau hết nhưng mà ít nhiều con ơi. Thử động nhiều quá thì nó đẻ nhanh. Đẻ không có đeo, đẻ như kiến cắn vậy đâu có đeo. Mà kiến bao bao á. Dộ dộ dẻ 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 dẻ. Nhà nhông ngon nha, dẻ dẻ dẻ. Bởi vì không. Đây, cái gì vừa nhỏ chắc vô Nhi về à. Rồi đi về đi con. Về à. Đi về từ từ thôi. Nhi về nhắn nhặn nha. Thôi nhặn, nhúng nhẹ, nhúng nhẹ. Nhỏ nhỏ dám đem vô, trời gió nhầu, nhỏ nhỏ dám vô. Chứ gió thì nhem gió nhầu như biết chừng à. Nhưng dừng nhẹ vô chị nhẹ rồi. Đừng có nhai. Dừng nữa là chị nhẹ rồi. Ờ chị ơi rồi. Cho em hỏi nhà của mà bà Sáu bà Lanh là mỗi khúc nào chị? Nhà nháo nhà danh nha. Ừ. Nhà nháo nhà danh nhà nhỏ 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 gì vậy không mà sao tại tại anh là có nhà cái nhà đàng hoàng chứ không có nhà không, nhà nhỏ là danh nhỏ 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 về đúng không nhà nhỏ là danh nhà nhỏ nhẫn lên giường nhầy nhỏ 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 nhá nhỏ nhỏ nhảy 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 nhỏ nghe dạ cái gì vậy không có gì chú nói gì nghe cái này nhảy 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 nhảy
chết liền á. Không hiểu gì chứ. Dạ dạ vậy thì em đi với anh, em đi rảnh cho người em giữ cho anh nhà và nhà anh luôn. Nhớ nha nha. 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 Nhét nhà nó dễ nhiều lắm, dễ gì lắm. Rồi anh nhẹ nhẹ lên. Đứng nhỏ đi, vô nhỉ vườn cho. Rồi. Đi lẹ về nha. Hả? Lẹ về nha. Rồi vô 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 đi nhơ giải nộn nước giếng rồi nó vừa dở như nhà, như nhà nhỏ cho nhanh nhíu cho nho. Lộn thì vô đường cùng vô ruộng người ta rồi. Đây hả? Đúng rồi. Trời báo không à. Để là đâu.